Kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất hân hạnh chia sẻ vài chuyện nhớ về cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, vài chuyện của tôi về cái công của giáo sư Huy viết cái hai cuốn Dân tộc sinh tồn, Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn. Thưa quý vị, trước khi tôi bắt đầu chia sẻ một số ý kiến, tôi xin nhớ lại cho quý vị biết làm sao mà tôi gặp giáo sư Huy. Thì năm 68 tôi đi Việt Nam, tôi làm việc cho cái cơ quan Courts, cái chương trình Bình Định xây dựng phát triển của chính phủ Mỹ mà do ông đại sứ Bunker thành lập, và ông đại sứ Bill Colby làm phó tư lệnh MACV, cái cơ quan an ninh quân đội và bình định của người Mỹ tại Việt Nam. Tôi được lệnh đi xuống tỉnh Vĩnh Long làm cố vấn cấp quận, lúc đầu là quân Châu Thành, thì sau đó là quân Tam Bình. Lúc đó năm 68-69, tỉnh trưởng ở Vĩnh Long là đại tá Dân Hiếu Nghĩa, mà ông Nghĩa là một người tôi thấy là quá giỏi về mọi phương diện. Mà ông Nghĩa thì cảm tưởng với tôi, một thanh niên Mỹ đi qua Việt Nam. Thì lúc thì như là tháng 7 năm 69, ông đại sứ Colby thì nhờ tôi phải lên Sài Gòn làm một người công chức trụ sở trung ương của Courts, là trưởng xã về gọi là village government, về những cái xã ở Việt Nam, cái quyền hạn của họ đối với dân, đối với đất nước. Tại vì trong hiến pháp 67 của Việt Nam Cộng Hòa, mỗi xã là tự trị. Rồi lúc đó là cái chương trình của chính phủ Việt Nam là tự lực tự cường. Mà cái chương trình xây dựng nông thôn và bình định phát triển có theo ông Thiệu, mỗi xã có quyền tự túc, tự trị và tự phòng. Cái chính sách đó là rất hợp 100% với những cái suy nghĩ và chính sách của ông đại sứ Bunker và đại sứ Colby. Hẳn là tôi là người làm phụ tá cho Colby để làm việc chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, để học hỏi về cái cơ cáo và cái sự thật về các làng xã. Như vậy, đại tá Nghĩa nói là tôi phải gặp giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Tôi gặp giáo sư Huy, lúc đó ông dạy ở quốc gia hành chánh. Mà thật sự quý vị, thì tôi phục luôn. Tôi thấy những cái ý kiến của ông Huy rất là xứng đáng, rất là đúng phải, rất là hữu hiệu. Nên là tôi làm quen ông Huy. Và theo số trời á, thì ông Huy và tôi là hai người thì có cái tin rất hợp với nhau. Nên là tôi làm bạn với ông Huy từ lúc ông qua đời. Tôi xin thưa với quý vị là khi chương trình, khi dự án chương trình Bình Định Phát Triển Cộng Đồng năm 71 của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và người Mỹ, hai cái chính phủ hợp tác với nhau để làm một chương trình. Cái chương trình này gồm có mấy chục trang, y hết như là dân tộc sinh tồn, cái chủ nghĩa mà giáo sư Huy đã nghiên cứu và biên khảo hai cuốn. Nên là tôi thấy là một giáo sư mà đưa ra một cái chủ nghĩa, một cái lý thuyết về chính trị, về con người, về đạo đức, về kinh tế, về xã hội là một công rất lớn. Hiếm có người nào mà làm được việc này. Thưa quý vị, trước khi tôi nói tiếp, tôi xin thưa với quý vị là một cái chuyện hơi lạ, hơi bất ngờ. Tại vì cách đây mấy tháng á, nhà tôi và cô Phạm Thị Hòa, mình dọn nhà, mình đi từ một cái condo ở trong building xuống một cái condo khác á. Mà trong lúc mà dọn nhà, tôi đã tìm ra ba cái tài liệu mà ông Huy viết bằng tiếng Anh thập niên 80 á. Một tên là, có tựa đề là Story of Ngodim Ziem's Overthrow and Murder. Thứ hai là Fate in the Vietnamese Spirit, tức là số mạng ở trong cái hồn
của dân tộc Việt. Và thứ ba là Vietnamese History from 1939 to 1945. Hình như là ba cái bài này chưa có được phổ biến, ít người biết, mà tôi xin thưa với quý anh chị em á, nếu có thể in lại ba cuốn này mà cho lên Amazon để bán, để phổ biến cho người Mỹ và cả người Việt, thì cái việc đó rất nên để mang ơn cái công của giáo sư Huy đối với dân tộc. Bây giờ hơn 30 năm mà tôi chưa đọc kỹ hai cuốn dân tộc sinh động của giáo sư Huy, thì tôi mới lấy lại hai cuốn mà tôi đã có từ lâu rồi mà rất là quý. Đây là quyển số 2, mà chính quyển này ông Huy kiến tặng cho tôi. Cái quyển này là in đầu tiên là năm 64, mà ông Huy viết là kiến tặng ông Stephen Young, cảm tình nông bạn của tác giả Sài Gòn, ngày 18 tháng 8, 71. Ông Huy tặng cho tôi trước khi tôi về để học luật tại trường Harvard. Rồi mấy năm sau đó thì tôi gặp giáo sư Winston Thom. Lúc đó anh Thom thì dạy ở Yale. Thì ông Thom giáo lại cho tôi cái quyển 1 của dân tộc sinh tồn. Mà trong cái bìa ông Huy viết là kiến tàng anh Winston Thom, Sài Gòn, ngày 4 tháng 11, 64, Hùng Nguyên, là cái tên tác giả cho hai cuốn này. Nói về trường luật Harvard, thì tôi xin thưa với quý vị, tôi đã làm việc chắc chẽ với ông Huy sau 75, lúc đào ở Harvard. Thì sau trước khi 30 tháng 4 á, tôi đã viết thư cho giáo sư Huy á, năn nỉ xin ông ra khỏi quê hương á, đi Mỹ để tiếp tục truyền đạo. Vì tôi đã biết ông Huy là một người Việt Nam mà không sẵn sợ lắm. Hình như là hồi đó ông Lê Duẩn á, ông có cái danh sách những người quốc gia mà không sàng sợ mà muốn tiêu diệt. Cái người số 1 ở trong cái danh sách, cái người số 1 mà Lê Duẩn sợ là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Thành ra tôi lo là nếu anh Huy đi ở lại Việt Nam sau mất miền Nam á, thì khó là thực hiện cái công việc của đời ông để phục vụ dân tộc Việt. Thành ra tôi chỉ nói là bây giờ có gặp khi chuyện phải chịu, nhưng mà có thể làm việc khác ở hải ngoại. Và tôi không biết là những người Việt Nam sẽ đi di cư qua các nước như là Mỹ, Canada, Âu Châu, Úc Đại Lợi, họ sẽ có một cái lực lượng chính trị văn hóa và có thể mai mốt có ảnh hưởng ở trong quê hương Việt Nam. Hình như họ rất cần người như là giáo sư Huy để giúp họ tìm ra một cái đường lối chánh đạo, hữu hiệu và có đạo đức. Thế nên anh Huy ra, tôi được cái may mắn là nói chuyện với cái cơ quan Ford để lấy tiền để có một cái project ở tại trường luật Harvard để dịch cái bộ luật nhà Lê. Cái bộ luật nhà Lê á, có giáo sư Huy, Tạ Văn Tài và Trần Minh Liêm á, bây giờ đại học, cái nhà in đại học Ohio University đã in ba cuốn cái này. Rồi sau năm 70-78, chính tôi cũng trở về Harvard Law School để làm phó khoa trưởng á. Một nửa ngày, cái nửa ngày tôi làm về cái chương trình nghiên cứu những cái hệ thống pháp luật ở Đông Á. Và ông Huy và tôi làm việc chung với nhau 2 năm để viết cuốn sách này là Tradition of Human Rights in China and Vietnam,
lúc đầu thì anh Thông, anh Nguyễn Thanh Thông in tại Đại học Yale, mà bây giờ tôi mới in lại trên Amazon, mà quý vị cứ đi lên Amazon thì mua được. Bây giờ tôi xin chia sẻ với quý vị một số nhận xét của tôi về lý thuyết dân tộc sinh tồn. Tôi nhìn lại sau 30 năm mà tôi thấy khi chủ nghĩa dân tộc sinh tồn đã giải thích đúng chính xác một số công việc lớn của nhân loại. Thứ nhất là tôi đọc hai cuốn lại, tôi không thấy ông Huy trật ở chỗ nào. Những cái ý kiến mà ông đưa ra tôi thấy vẫn là đúng, vẫn là chính xác, vẫn có thể theo. Mà chính tôi học một số điểm mà hồi đó cứ lờ đi, không để ý. Hay rồi tôi còn phúc giáo sư Huy một cái kính nể nhiều hơn. Thứ hai, quý vị suy nghĩ là khi chiến tranh bùng nổ giữa Nga và Ukraine, chính cái đó là nhờ khi nhu cầu sinh tồn của hai nước, khi dân tộc Nga họ muốn lấy đất của dân tộc Ukraine, mà người Ukraine họ không phải là người Nga, mặc dù hai cái giống người vẫn là Slav, thì Nga là một cái dân tộc riêng mà Ukraine là một cái dân tộc khác, vì cái tôn giáo nó khác. Cái người Nga họ đã biên chiến bằng một cái tôn giáo Thiên Chúa giáo riêng của họ, gọi là Russian Orthodox. Mà trái lại, người Ukraine họ hoặc là họ theo cái đạo Công giáo Lama, tức là Roman Catholicism, hoặc là đạo Thiên Chúa giáo Greek Orthodox. Thành ra nhờ tôn giáo, hai cái giống Slav này không có ưa nhau. Thành ra cái đó đưa đến một cái chiến tranh. Thứ hai là cái trường học bây giờ tại Đài Loan. Cái người Đài Loan họ gấp là người Hán, gấp người Tàu, họ nói chuyện nói tiếng Tàu, nhưng mà họ không có muốn chịu cái sự đào tạo của Đảng Cộng sản Tàu. Họ có cái nhu cầu sinh tồn. Riêng tôi thấy là họ đạt nhiều nhất là cái nhu cầu sinh tồn của người cá nhân. Cá nhân họ muốn cái tự do, họ muốn hưởng được một cái số riêng của trời. Nên họ không có muốn làm coi như là đệ tử của Đảng Cộng sản á. Hay rồi họ giữ được khi đập lại mặt cái đó, có thể sẽ đưa đến một cái chiến tranh nữa. Nếu Trung Quốc thấy là cái nhu cầu sinh tồn của Đảng á, họ phải làm chủ của Đài Loan luôn. Ở bên Trung Quốc, cái gì đừng xảy ra, đừng khi chế độ, những cái chế độ chính trị, kinh tế, xã hội văn hóa ở Trung Quốc là tại sao mà ra? Cái nhu cầu sinh tồn của Đảng, cái Đảng là một tổ chức của một số người, chứ không phải là dân tộc. Thành ra khi chế độ cai trị của Đảng của ông Tập Cận Bình á, tôi không phải là dân chủ đâu, tại vì ông muốn cai trị, ông muốn chi phối dân, ông không muốn nghe dân. Hay là giáo sư Huy cũng phân tích những cái chế độ như vậy, độc tài rồi tự do vân vân á. Ông giáo sư Huy đã thấy trước những cái trường hợp như là Tập Cận Bình ở Bắc Kinh á. Cái việc thứ ba là quý vị thấy ở Hoa Kỳ này, ở bên Áo Châu, cái vấn đề di dân, cái vấn đề migration. Tại sao nhiều người ở các nước, thí dụ Nam Mỹ và Trung Đông và Phi Châu, thì họ muốn đi Mỹ, họ muốn đi Áo Châu. Không có ai, không có ai muốn dọn gia đình đi ở Nam Mỹ hay là ở Phi Châu hay là ở Trung Đông. Thì tại sao nhiều người có cái nhu cầu ở trong người, trong bụng, ở trong tim, trong ấp, họ muốn đi Mỹ, họ muốn đi Áo Châu với gia đình, họ không lo vấn đề phải đi xa, phải đi qua biển rồi không có tiền, nên mà họ phải ở bất hợp pháp. Vì sao? Vì nhu cầu sinh tồn của họ. Mà quý vị sẽ thấy trong cuốn sách của giáo sư Huy, ông giáo sư đã viết rõ tại sao mình là con người có nhu cầu như vậy, để mình muốn sinh tồn, mình muốn phát triển tốt đẹp hơn, để thi hành, để được hưởng những
những cái gì ở trong mình về cái thân thể của mình, cái trí tuệ của mình và cái linh hồn của mình. Và như vậy thì mình hiểu tại sao có cái phong trào ở hiện tại đại quy mô của migration. Thứ tư nữa thì quý vị thấy mà cái điều này rất là đáng buồn tại Hoa Kỳ này, mà mới đây ở bên Pháp cũng có những cái cuộc xung đột biểu tình đó. Vì sao? Vì chia rẽ tôn giáo hay là chia rẽ giả mạo. Ở trong nước tôi, nước chúng tôi ở đây là Mỹ, tôi cũng buồn. Tại vì mình thấy là racism, là racialism trở lại. Thì mình chia nhau, người da trắng, người da đen. Hai cái nhóm người nó khác nhau. Nó khó mà thích nhau. Nó khó mà sống chung với nhau một cách dễ dàng, dễ chịu, vui vẻ. Thế nên cái đó làm cho tôi rất buồn. Nhưng mà tại sao? Cái người Mỹ gặp Mỹ, gặp Mỹ đen không phải là một dân tộc. Cái người Mỹ gặp da trắng cũng không phải là dân tộc. Nhưng mà phải công nhận là có thể nước Mỹ, nước Hoa Kỳ, tất cả mọi người quốc dân có phải là một dân tộc không? Hay là một số người khác nhau? Mà mỗi nhóm có ai như là bộ lạc hay là một cái sắc tộc gì đó. Họ có nhu cầu sinh tồn riêng của họ. Thành ra khi tôi thấy là người Mỹ bây giờ phải theo cái chủ nghĩa dân tộc sinh tồn của giáo sư Huy để phối hợp, để cho những người mà khác nhau nó lấy cái tinh thần hợp tác, lấy cái tinh thần nào để thương mến người khác, để mình làm chung một cái quốc gia. Có lẽ tôi thích nói là đặt đang cái vấn đề là quốc tịch, citizenship, để mình làm một dân tộc đặt trên cái nguyên tắc là mình có cùng một đường lối về lý tưởng. Như vậy thì nếu xã hội Mỹ sẽ ra khỏi cái giai đoạn này, mỗi người Mỹ phải có bằng tiếng Anh gọi là moral sense, có lẽ bằng tiếng Việt là đạo đức. Mà cái đó đưa đến cái vai trò của người ưu tú, một cái lúc ưu tú, nói bằng tiếng Anh, who will lead us? Ông Huy đã viết về cái đó rồi, ở đường cuối cùng của quyển thứ hai, ông đặt cái vấn đề là ưu tú. Ai sẽ làm ưu tú cho dân tộc nào? Mà cái tương lai, cái hạnh phúc của dân tộc là ăn thua cái người ưu tú là thế nào? Thành ra nếu người Mỹ muốn sống sướng hơn thì nên phải lựa chọn người nào có trí tuệ và có đạo đức. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị nghe tôi nói chuyện. Vài lời mà tôi cũng xin lỗi quý vị, cái tiếng Việt của tôi bây giờ không có hay bằng hồi xưa. Và kính chào quý vị. Để khép lời, tôi xin nhắc chúng ta cái nhìn của ông Nguyễn Du viết trong bài thơ Kim Vân Kiều. 100 năm qua người ta chưa tài chưa mềm, khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bê rau. Những điều trông thấy là đau đớn lòng. Rồi cái ý chót của Quân Dư là đúng trách trời gần trời xa, thiên cận tài lông ta, chưa tâm kia hằng ba chưa tài.